Rồi hello các bạn, tiếp tục review bạn một cái bánh ô không? Một cục sạc nữa nha, sạc độ dành cho xe nhỏ. Hộp màu trắng. Nói chung là sản phẩm mà để trong cái hộp thì mình thích ngay. Cho điểm 8 liền. Ghét đựng bọc ni lông. Bên ngoài thì không có thông tin gì hết. Nói chung mà nó có thông tin, có địa chỉ thì chắc chắn là sản phẩm nó sẽ mắc hơn bình thường. Đây là một cục sạc gì đây? Tháo ra. Nói chung mình cũng bất ngờ ha. Bên ngoài là cái hộp cho thấy người ta rất quan tâm đến sản phẩm của mình. Bên trong là cục sạc. Cục sạc này được bỏ trong một cái bọc thì ha. Đóng gói rất là đẹp nha các bạn. Chứ không phải là thảy vô cái ít xong. Đó. Để đây. Bên trong là một tờ giấy, nói chung là cũng đọc không được gì đâu. Tiếng này thua. Đó. Các cái chân, các thông số khác, có địa chỉ luôn ha. Ok. Một cục sạc. Sạc thì nhìn nó giống như sạc của Attila thì phải. Quay 155 là gì nhỉ? Sạc cũng khá là to ha. To. Có các cái khe này ha để tản nhiệt. Có hai cái lỗ ốc này. Khoảng 8 ly để chúng ta bắt vào sườn, bắt vào đâu đó. Bên phần bụng dưới 2022 chắc là cái lô 2022 quá à. Còn đây là sơ đồ để mà chúng ta cắm dây điện vào các cái chân. Nói chung là cái chữ này thì cũng không dịch được luôn. Chân là chân đen. Có bốn cái chân đực. Bốn cái có đực, có đực là có 63. Đấy. Không biết là lắp được xe Honda Yamaha này đây. Đẹp. Ngồi thì mình sẽ lắp lên xe nha các bạn. Ngồi mình sẽ xé bịch sau ha. Nói chung hiện tại thì trên thị trường rất có nhiều loại sạc. Thì tùy theo điều kiện, tùy theo ý thích của mỗi người mà ông ta lựa chọn loại sạc khác nhau. Không nhất thiết là phải sạc xịn, sạc này sạc nọ thì mới lắp lên xe được. Quan trọng là điều kiện. Ta thích thì ta lắp thôi ha. Không cần phải theo bất kỳ ai. Đây cũng là một sản phẩm chính hãng. Sản phẩm này mình mua được bảo hành có một tháng hay 3 tháng gì đó. Nói chung có bảo hành là ok rồi. Nhiều khi mà các bạn mua sản phẩm chính hãng chưa chắc thì được bảo hành, dù chỉ là một giây. Nhưng mà ở đây người ta bảo giá bảo hành cho người ta 1 tháng, tức là nó có chất lượng ha. Thấy sạc này nhiều anh em gắp lên xe thì xài rất là ok. Vài năm mà bình thường không thay đổi gì hết. Sạc với ngô ào ào. Điện đốm thì vô tư 1 2 cây L4 lắp được luôn. Mình thấy có xe lắp cả chục, 20 L4 không biết điện đâu mà cấp nổi. Ngồi mình sẽ lắp một chiếc Yamaha. Thì trước khi mà ta lắp sạc khác thì các bạn nên chuẩn bị cầu chì ha. Một cái cầu chì Sego nhiều khi cắm nó lộn chân. Nó lộn chân nó đứt cầu chì. Xe không có cầu chì thì nó đứt bóng thì thôi. Nói chung các dòng xe thông minh thì bao giờ cũng có cầu chì ha bạn. Cầu chì để bảo vệ mạch điện, chống chập chạm. Có vấn đề là nó ngắt giống như cái CB vậy. Chỉ có xe thông minh hiện đại thì mới có. Đẹp. Sạc này mình mua ở trên trang bán hàng online giá cũng rất là ok. Ngon. Lắp lên xe thôi. Cầu chì thì có sẵn lo gì. Ok mà. Các bạn đang tìm một cái dòng sạc mà phù hợp với túi tiền của mình á.
mà tạm thời chúng ta chưa có muốn chi cho các dòng sạc khác thì chúng ta có thể xài sạc này ha. Nhiều người cũng vẫn xài, thời chứ xe thấy cũng xài, mình cũng xài luôn. Nói chung là ok. Rồi tiếp theo mình sẽ chia sẻ các bạn cách để chúng ta lắp cục sạc kiểu Attila, có người gọi là sạc silan vậy ha. Đây chân đen ha, bốn cái chân đực. Thì đây là một chiếc Yamaha, đây là jack zin, jack sạc theo xe, đi từ dây điện điện sườn đó. Màu trắng ha. Ở đây nó có bốn dây nè các bạn, vàng đỏ trắng đen, máy bình sạc mát. Jack này là nguyên zin nha các bạn, mình không có đổi dây nha, mình không có đổi dây. Thì khi mà chúng ta lắp sạc vào thì chúng ta nên chuẩn bị một cầu chì xe cua nha các bạn. Ở đây mình nhắc các bạn để các bạn cắm đứt cầu chì, các bạn đối thừa mình á, ta nên chuẩn bị một cầu chì xe cua đó. Sạc này thì nó xài cái chân chân đen thì mình sẽ cắm như zin, giống như sinh ra dành cho nhau vậy. Công việc là cắm vào, đưa nó vào. Xong, như zin. À, ngon lành chưa? Sạc quá đẹp. Ở đây có các bạn cái bát nè, có lỗ để bắt sạc cho luôn này ha. Đưa lên là lụm liền ha. Ở đây mình có xài một cái cầu chì xi cua 15 A. Đây là cầu chì tổng của một chiếc xe. Cái bình này bình 12 A. Để sạc vô nó lâu lắm ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở khóa điện lên. Nếu mà chúng ta mở khóa điện lên mà đứt cầu chì tức là chúng ta phải đảo jack ha. Ngon lành ha. Như vậy là chúng ta đã cắm jack đúng rồi. Hiện tại nó báo volt là 136 ha. Ở đây mình sẽ đo cái dòng nạp vô ha. Hiện tại là 13,4. Đây khoảng 13,5. Trên lệch không đáng kể ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nổ máy nha. Dữ. Wow, 14.0 nha các bạn. Nói chung là quá ok. Sạc này nói chung là mạnh á. Mạnh hơn cái sạc mà trước đây mình đã test. Tức là có dòng nạp vào ha. Do mình đang đi cái bình ắc quy hay bị lớn cho nên nó phải sạc cho nó đầy. Bình ắc quy đó hiện tại là nó chỉ có 80% mà chưa đầy. Nói chung với số tiền mà không nhiều thì chúng ta có thể mua được sạc này ha, tùy theo nhu cầu mục đích sử dụng của mỗi người. Không nhất thiết phải là sạc xịn, sạc ngon, sạc chính hãng này nọ. Này sạc này cũng là sạc chính hãng nha các bạn. Nhưng với sạc này thì chúng ta có thể xài điện đèn vô tư ha.
Sạc này thì chúng ta chơi cho điện các xe Honda Yamaha. Xài FI không FI, điện bình điện máy đều ok hết. Nếu mà chúng ta muốn full điện bình ta bỏ dây vàng ra ha. Dây vàng này điện máy nè, nó cung cấp điện máy cho xe. Nếu xe ta không cần điện máy thì chúng ta gỡ nó ra. Không có gì hết. Như vậy là vừa rồi mình chia sẻ các bạn cách để chúng ta lắp cái sạc Xi-Lan ha lên chiếc Yamaha và đo cái dòng nạp là có nạp vào. Giắc cắm thì như zin. Không có đảo dây, đổi dây gì hết. Mọi thứ đều hoàn hảo. Hy vọng là video này sẽ giúp các bạn có thêm một lựa chọn khác để chúng ta mua được cục sạc gắn lên xe chúng ta với một số tiền không nhiều. Ai cũng có thể chơi được hết. Các bạn nhớ bấm like và đăng ký ủng hộ mình nha. Và để đón nhận các video tiếp theo. Cái này mới ngon nè.